Stay with you.
không có nữa đâu. Không biết bà Mai chơi hồi đó còn có bà cô gì ngoài đồng còn còn cho bà đi vô hái sầu riêng đó, rồi bà gì má. Còn cho chứ bây giờ không có ai đâu mà cho. Ai biết, thì bữa hôm bà cắt được mấy ký xả thị. Đây. Này cháu ngoại của bà ngoại nè, trời ngồi nè. Cái này là bà ngoại đây. Ngoại ơi, ngoại ơi. Sao ngoại làm gì ngoại làm hoài vậy ngoại ơi, vô ngoại ơi, vô ngoại ơi. Ngoại ơi, bà ngoại đây nè trời ơi, thằng ơi. Ngoại ơi. Cháu ngoại yêu dấu của bà ngoại ơi. Quỷ trốn vô luôn rồi bà ngoại ơi. Mẹ ơi vô mẹ ơi. Trời ơi mày đột lan của mẹ đây rồi ơi ơi ơi. Hai 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 hai. Hồi ấy bảo tám phòng ba đây mấy cái mía đây. À, tôi thấy bà mà hừng sáng mà thức nọ mà bà canh bà đi cắt đọt lan xong rồi cái bà quên cúng luôn à. Mấy chục lần luôn hết cúng luôn. Thôi thôi. Thì đó cái quên cúng luôn thôi đi tập trung tập cúng đi. Người ta khỏi cắt đọt lan cũng được. Quay ơi quay. Chừng mà quy nghỉ hè kìa nó ra cắt. Tao khỏi cắt. Quy nghỉ hè ra cắt kìa Quy ơi, Quy bả cho mày tiền nè Quy ơi, để ống Quy ơi. Đây là những cái mía đây. Quy ơi, Quy ơi, Quy. Quy ơi, Quy. Quy ơi, bà ngoại mới nói mày nghỉ hè ra ngoài mày cắt bả cho mày tiền đó kìa Quy ơi. Cắt đồ lan kìa Quy. Nói mày. Quý là thấy. Như vậy. Nó lời khá hả? Ừ. Nhất đẹp. Ừ. Nghe không xỉu luôn mày. Chắc nó đi vô nó đi ấy rồi. Ai ngoài kia mày cắt cắt đoạn lan. Được không? Không biết làm đâu. Thì nữa ba chỉ mày, ba truyền nghề lại nữa cái nghỉ hè là cắt để dành để ống. Được không anh Quy? Mày nói bà ngoại, mày nói bà ngoại đi bà làng lên đi chính mà đi giờ đi qua chọc đi qua chọc bà ngoại chứ. Ừ. Nó không nói chuyện không làm gì hết ha, mình đã mang được rồi hết tất không gì lắm hả, khống chế con ngô mình nhanh hơn mà học giỏi không. Văn với lý ai cũng bị khống chế. Rồi mày có phóng chế anh Văn không? Chưa biết. Có ai chỉ bài mày không? Thấy lời khá là không có không phóng chế. Rồi có lá cách nè. Quá trời luôn. Bằng ghi luôn nè. Trời ơi khổ quá luôn nè. Rồi bà ngoại bằng cỏ cho gọt lan luôn này trời ơi chết rồi. Trời ơi chết rồi. Đó, nó tưởng bà là nguyên vườn rồi. Bà ngoại, bà cho ý kiến ơi, cháu ngoại của bà học gì, bà thấy làm sao? Thì tốt.
Thì tốt. Nhưng mà nó cặp bi hoài thì bà thấy làm sao? Nó nó dù nó coi tài liệu rồi bà thấy làm sao bà ngoại? Ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại ơi. Ngoại ngoại. Ngoại ơi, ngoại đang làm gì đó ngoại ơi? Ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại ơi. Vài bữa tao về, tao đi qua bển rồi tao kêu bả đừng bỏ mấy đợt lan nó hết đi khỏi da mệt lắm. Nghề nghề nghiệp đó, nghề nghiệp lâu năm gán đeo. Cái gốc Việt. Thì ơi, cái gốc Việt của mẹ kìa thầy. Cái gốc Việt của bà là cái gốc mà đào đọt lan. Đó, mệt quá trời thiệt tình. Chết rồi. Đợi mưa không giải bậy mưa thân nữa. Ừ. Trời ơi, bán cái này đắt lắm. Chết rồi. Có ba xã không biết thôi, chừng nào thương nữa rồi. Rồi, mấy anh. Đây là cẩm tú cầu nè, không biết mua về nào nó mới đây cẩm tú cầu. Cái đây là hoa hồng, đây là hoa hồng đây. Ở đây là trái cây. Đây là bông cải, tam hồng này. Mm-hmm.